Vậy ừ, chưa ba hả? Nãy giờ ăn cơm bỏ con đây mình hả? Ừ, nay ở nhà con có ngoan không? Ừ, có ngoan không? Nhà có quậy mẹ không? Nó quậy quá bộ Cười cho ơi. nó. Nó lại lưng tưng nó đòi dậy nè. Ừ. Năm kinh lắm Ừ. không? Sao? Năm về. Ủa, ông năm về hả? Bác năm về hả? Ừ. Cưng Sơn Hà hả? Đã ta, nay Sơn Hà có ông Năm với bà Sáu về thăm nữa. Ông Năm ông Ừ. đừng vô, ông không trả thuốc lại làm nhà Dạ tôi không lợi quá. Thôi vậy đi. thôi để lưng lưng này đấy mốt tràn ra tùm lum. Đây là cái này chắc mình được cỡ 4 hũ mà Không tới 4 hũ này đâu. Mẹ. Một hũ to này là mấy lít nè? Hũ này nếu đầy là 3 kg phải không Khanh? 3 kg. Dạ. Dặn gì tiếp đó, ở gần chỗ bánh bánh xong. Da da lưới vậy đó, da bánh đá vậy đó. Dạ. Cái này nó tươi rốt đó mẹ. Tươi nè. Ồ, nhìn nó đảo quá mẹ, nó trong trong khe trong đảo khe hả quá. chị? Ừ. Cái này vừa nãy bánh nó mới vừa lên mà mẹ. Về đi chợ về về mới kêu nè. Cái này cháy của bánh Dạ. tráng cũng ngon nữa nè mẹ. Đúng rồi. Ờ, cái này cháy nhưng bánh mà giờ tráng tập nè. rồi mình mất đi công việc rồi. Mẹ không có chừa lại đặng Không chừa, để chiều tủ mình lạnh bánh tráng hả? cũng bánh tráng nè mẹ. Giờ cúp điện rồi. Dạ dạ, cúp điện thì cúp điện. Giờ con bầm ớt cho mẹ hả, tỏi không ạ? Có tỏi nữa nè. Em thấy tỏi đây đi. Thì đây chị bầm thôi. À, tỏi này nãy mình chín có đâu rồi. Dạ. À, dì cứ nói là 7,5 kg. Dạ. 7,5 kg giờ mẹ xếp nó vô đây nè. Đây 10 kg. Cứ 10 kg ruốc 1 kg muối. Này là 7,5 kg. 10 kg ruốc 1 kg muối. Ừ. Cái này 7,5 kg. 7,5 kg. Vậy là mình lấy 750. 750. Ram. Dạ. Để con canh cho. Thôi bầm đi bầm mẹ đi. Rồi đây chị ăn bầm ớt, tỏi. Đây. Đường. 750 gram đường. Dạ. À, 750 gram đường. Thì là mấy anh chị chị thôi về đi ông cưới cả. Dạ. Hả? Ơi, dạ. Ở dưới đây chưa gì đó nè. À, à, anh Tuấn chị à, mai cô Sáu về đang dạ, cưới không có biết ở bên nội bây giờ tôi nói với lại chị đây là bên nội của Hoàng Sơn Nam Việt đây chị Mai mới về chị à, cô Sáu mới về cô Sáu nãy có năm về rồi anh về rồi tôi nghe làm gì đó rút đi dạ rút đi bây giờ còn sau rút mới chuyển qua chuyên gia lắm rồi nãy năm giờ rồi năm mới đi vòng vòng 11 giờ rưỡi năm mới vô cưới đi thay đồ chú con chạy đi luôn em lát xin ca chở phải đi chị chờ lâu á chờ lâu lắm á chị đi nữa đi chở chị ra hả có mời sinh viên nữa em vô mình ngồi xuống chở cho đi chứ chị con văn đi chuyện một cái nhà mình vô mình của rồi đó hả đi hả rồi dạ tại chị chờ em lâu quá dạ chờ lâu trời đó tôi mua rút luôn dạ, rút quá trời luôn 12 giờ rút tươi quá chứ ngoài mình cũng vậy luôn phải không sao rồi vậy chị cháu không có cô trong thiệp dạ mấy giờ nữa vậy là chút nữa là đi thôi chị ngồi chơi nghỉ vậy chị ngồi chơi đi rồi cái này tươi quá hả dạ. Ngon quá cái này tao mới ra là mày uống thuốc hả mới ra uống chua ở đó rồi vậy dạ chị chua rồi giờ mày bỏ đường với muối vô đây à, 7,5 kg ruốc thì mình lấy 750 gram đường, 750 gram muối, 750 gram đường, 750 gram muối, cho 7,5 kg muối, 7,5 kg ruốc, rồi tỏi ớt, keo hả? Dạ, chị vô đi lên cái bàn của Liên á, có gì vậy hả? Cái màu thường, rồi đủ. Em nó cự quá à, Sơn Hà cự quá trời luôn. Sáng giờ bỏ Sơn Hà đi em chị. Dạ rượu, rượu. 2 chén rượu. Rồi, 2 chén rượu trắng. Rồi. Rồi vậy là tỏi ớt mấy cái mình đem phơi. Dạ. Phơi chiều mình vô hũ mình dập kín lại. Dập kín lại 10 ngày sau mình ăn, 7 ngày sau cũng được. Dạ nhanh quá mẹ, cái ruốc này nhanh quá trời luôn. Em phơi về tới chiều thôi. Dạ. Rồi tỏi nè, ớt nè. Tỏi ớt.
Rồi 10 ngày sau mình dở ra cho bà con mình ăn nghe. Dạ. Lúc đó chắc là ăn Tết luôn á mẹ. Rồi vậy là cái này mình mẹ sẽ bỏ vô tủ lạnh. Dạ. 10 ngày sau mẹ bỏ tủ lạnh. Vậy giờ cho con xin hũ nhỏ về mà Đồng Nai ăn mới được. Không, đem nhỏ nhiều hũ lắm. Dạ. Hũ nhỏ cái này là chủ yếu mình về Đồng Nai. Rồi nhiều dữ vậy mẹ. Rồi, thì mẹ nói là chủ yếu mình về Đồng Nai không phải đem hết nhưng mà đem nhiều. Dạ. Ừ. Vậy bữa này mình ăn với bò dê được không mẹ? Cái nào bê đó. Bê mình rau chấm hả? Rau sống gì chấm cũng ngon hết đó. Rồi đã quá, vậy khỏi làm mắm nêm. Đã tính làm cái mắm cho thơm nè. Phong nói là ăn thịt bê luộc nhà mẹ làm hũ mắm nêm về ăn. Rồi làm hũ mắm nêm luôn. Thôi để có mắm này rồi khỏi làm mắm nêm luôn. Rồi mua ghe về trồng mắm ruốc về Đồng Nai nữa nè. Trời quá trời, chuẩn bị quá trời luôn à. Mắm ruốc đâu rồi, đây mắm ruốc. Quá trời mắm ruốc. Bốn ký để nhà ký, còn ba ký chuyển về Đồng Nai luôn. Đó trời mắm luôn, chuẩn bị mắm này là me nọ là me để mắm ruốc với ít với đường xanh xanh me với đường. Dạ đó rồi nay quá chừng nhiều quá chừng ruốc luôn. Chị Vú nói á hả, trời ơi mắm gì mà chấm gì cũng ngon hết ráo. Dạ. Rồi giờ có giờ mẹ mừng hết sức nè, nhưng mà giờ hơi rắc. Dạ hơi rắc thiệt. Mẹ đi 10 giờ con không có nhà nữa. Dạ con đi công chuyện rồi bỏ bên lâu một tay lấy nè. Bỏ Xuân Hạ nhà khóc âm sùm chưa cho bú nữa. 10 cái ruốc vậy là 1 ký muối 1 ký đường á. Dạ. Rồi cái này là 7 ký rưỡi. Rồi tỏi rất nhiều lên. Chiều nên mẹ về mẹ đâm mà trộn vô thêm bây giờ không có không. Dạ. Dạ mình trộn vậy đỡ đi mẹ, mình phơi đỡ đi ha. Dạ. Ngon quá trời luôn. Rồi đem phơi ha, trộn đem phơi ha. Dạ trộn. Mình xếp ra hai cái thau mình phơi. Dạ. Chứ này nhiều quá phơi chắc nó không thấm kịp. Rồi mình trộn cho đều đi. Để mẹ phơi. Rồi vậy mẹ trộn đi nha. Để cho Xuân Hạ bú nãy giờ cự rồi. Bỏ sáng giờ. Rồi nãy bắt năm về rồi cái anh kia lại công chuyện gì á, rồi Xuân Hạ tiếp chuyện á. Mẹ không biết nói chuyện với ai trước. Dạ. Tùm lum luôn. Lâm luôn. Đói luôn. Nói luôn. Rồi Sơn Hùng theo nhèo nhèo hỏi mẹ đâu, mẹ đâu. Mẹ đi nước, anh đi gì lâu dữ vậy. Sáng giờ đi công chuyện. Có phải chính phụ nè, mà chính tâm tội ớt với lửa rút phụ mẹ nè. Dạ. Đó mà chính đỡ quá. Chơi với anh ai hả? Ừ. Nó nói gì hả Nan? Anh Sơn Hùng. Trời. Nó hỏi con gì vậy? Con dịch ra cho ba nghe đi. Em nói gì vậy? Hỏi lại. Hỏi em nói gì? Ừ. Anh nói con gì vậy? Em nói chuyện rồi Sơn Hùng. Ừ. Bữa nay anh Sơn Hùng ở nhà có ru con ngủ không? Thở dài nữa. Con ẵm em được không? Kêu ba con ẵm nữa à. Ừ. Anh Sơn Hùng đi đâu rồi? Hả? Ừ. Ừ. Sao? Nói gì ba không có hiểu gì ráo á. Rồi dậy chơi hả? Nãy giờ rồi dậy. Ẩm giùm con đi hả? Bố cẩm em lên nha. Đó. Nè bố cẩm em lên. Đó. Trời ơi, ảnh lưng. Trời ơi đòi. Ở trời ơi quá trời đòi luôn. Tội nghiệp rồi. Vừa chụp cái tay lừa mãi lên. Bố vụ giận rồi. Bố vụ giận rồi. Ở quay. Trời ơi ảnh lưng nó lên. Wow. Nằm dưới nóng hả? Tội nghiệp phần nhỏ quá mà. Nãy giờ ở nhà ăn cơm bỏ. Bố cẩm con nè. Sao vui không con? Bố cẩm vui không? Vui quá chừng vui phải không? Ướt đầu nực. Xuân Hà ơi. Thấy người ta dễ chứ mẹ để trong ngoài. Thấy người ta dễ rồi cái bỏ người ta luôn à. Kỳ quá mà. Dễ tính quá cũng bỏ bê nó coi thường ta nữa. Dễ tính quá bị coi thường mà. Dễ dạy quá bị coi thường à. Đúng rồi, dễ coi thường hả con? Dễ dạy quá coi thường con quá hả con? Mà nghẹp chưa? Em vui luôn á. Ông Năm về khen Xuân Hà hả Xuyến? À, không có ăn phê đó nhà. Hả? Mẹ nói ông Năm về khen Xuân Hà dễ thương. Cười. Xuân Hà dễ thương thiệt mà hả không? Chưa biết cười hả?
kêu cái cười mà. Có mình bà Út là chịu ẩm rồi, nãy giờ mẹ bỏ về hả con. Bà nội ăn cơm cái thấy tội nghiệp, cái bà nội ngồi xuống dưới đất ăn dạ. chung với Sơn Hà. Sơn Hà ơi, ba đâu rồi? Cướp hả? Cướp hả? Cướp hả? Hả? Đổ mồ hôi nãy giờ ngồi dưới đổ mồ hôi nóng nực. Ừ, nghe. Rồi bữa nay nhà làm mắm nhiều không em? Mắm rúa. 7 ký mấy là hả? Dữ vậy. Nè, cúp à. Nè, cho ngồi trên ghế cao quá ta. Tết nay ăn mắm rút mệt. Mẹ nói Tết năm nay giảm cân cho mắm rút thôi. Ngon lắm đó nè. Làm hả chủ yếu bây giờ Đồng Nai nè. Dạ. Ủa làm bao lâu ăn được mẹ? Làm 10 bữa ăn được, tầm lẽ ăn được. Dạ. Làm rồi cái ngon mình để vô tủ lạnh á. Dạ. Ăn hả mấy tháng trời luôn. Ngon lắm. Dạ vậy nó không thích luôn. Dạ để mấy tháng hả? Vậy là chắc muối nhiều hả mẹ? Không. Mà như mắm tôm chua vậy đó. Dạ, vậy mà để lâu vậy? Để lâu được. Dạ. Tại vì khi đó là nó ngon rồi mình để đi chừng nào mình ăn mình mới pha ra thêm. Dạ. Sơn Hà nói chuyện bà Út nè. Sơn Hà, bà nội làm mắm để cho con về quê ngoại hả? Ừ. Con về quê ngoại con xách mắm miền Tây về cho bà ngoại miền Đông hả? Dạ đi con. Mẹ đi qua chứ ngoại hả con? Ừ. Rồi mà sau này nó nhỏ quá vậy ta, thấy nhỏ xíu vậy ta. Xíu sao mai em nhỏ xíu mà ba có hỏi coi xem. Sao nay con nhỏ xíu vậy Sơn Hà? Ừ, sao con? Con đứng thẳng lên cho ba coi coi. Đó. Vậy ok, nó giống ông ba Tàu không? Nhỏ xíu con à. Giống ông ngoại quá chừng luôn mà. Đứng lên coi coi, đứng lên coi, đứng lên coi. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên, cao lên rồi nè, cao lên rồi nè. Nhảy coi chừng rớt đất à, nhảy đi. Đứng thẳng lên. Nó phải nhảy. Ừ, đã con nhỏ mà con thụng. Con nhỏ mà con còn thụng nữa. Ừ. Sao con nhỏ xíu vậy? Nói gì vậy bố vậy ta? Nói dữ hả? Tự hả? Tự hả? Bố cẩm hả? Đi hả? Ờ đi rồi ha. Đi hả? Đi, đi. Rồi đi đứng chỗ không chịu. Đi đi đi. Đi đi. Ra sân chơi nghe. Ra sân cho mát nha. Bữa nay là mắm rút hả Sơn Hà? Ờ mẹ có một thau mắm rút ra coi thử nè. Hình như đây nè Út. Con dở lên coi. Dạ. Tính mấy ký vậy ha? Mẹ xiên nó 7 ký. Ôi quá trời luôn ha. Vậy rồi phơi hả Sơn? Con không biết nữa. Cỡ này phơi thì cho vô hũ hả mẹ? Cho vô hũ nè. Cái này là mắm chua hả con? Ủa mắm rốt chua, vậy mà con tưởng đâu cái mắm rốt cục. Nó kẹt sao lấy được. Cái thùng kẹt ngay lại. Con lấy cho. Ủa còn mắm rốt cục làm sao mẹ? Phơi cái kia thì mình lấy xong rồi phơi à, dạ. À mình bóp cho nó nát ra. Nó quét lại. Mình phơi xong mình vừa quét. Dạ. Hèn chi nãy em thấy nó lạ. Hôm nay mình bỏ vô rượu. Thôi bây giờ cái này đậy lại để rồi vậy bu. Chút mút vô hũ hả nó. Vậy là cái này mắm tôm chua chứ không phải là mắm rút chua chứ không phải là mắm rút cục. Quá rẻ à. Rẻ ha mắm. Nhiêu một thau rồi mẹ? 100 ngàn. Ừ, quá trời vậy. 7 ký rưỡi. À, vậy là mười mấy ngàn ký ha. Rẻ quá, rẻ hơn. Không đầy 15 ngàn. Nếu mà 1 ký vậy mình ăn cả tháng rồi. Cái này ăn nửa năm luôn á. Ngon lắm á. Ít sao tiền chợ lắm. Ngon lắm á. Ăn nhiều ghiền luôn á. Nhưng mà ăn nhiều quá lên huyết áp nha. Bớt ăn mắm xíu ha. Cái này phải có nhiều rau mới ăn được. Chứ, dạ. Công nhận sạch thiệt canh. Ở đâu vậy mẹ? Dì Tứ mua bên là Mỹ Điện nè, Long Hồ Tây nè. Dạ. Này. Mẹ cái này rút mấy lần 10 ngày ăn được hả mẹ? 10 ngày. Rút này nó đầu mùa nó non nè Sơn. Dạ. À, ra giếng ăn con rút mới to lên. Vậy là tùy theo cái mùa rút hả mẹ? Mùa này đầu mùa nè. Có lúc con mẹ đi kiếm không ra. Này. Này mới có nè. Này có. Ủa giờ tới Tết là mùa rút hả? Mẹ, cái này nó bự lên đó nè. Ra giềng tới tháng 3 nó bự út nghĩ nó bự chắc chừng một bằng rưỡi cái con mày à. Bự con rốt mà nó nhỏ xíu à. Chứ nó đâu có to hả? Nó cũng to chứ này là nhỏ lắm nè. Con nghĩ nó gấp mấy con này á vậy không? Bình thường có bình thường mình ăn rút khô đó nó to đó à con rút to đó đó hả nó nè nếu mà bắt nhỏ vậy thì hết rút sao ta
Không, thì nó to hơn chút. À, bắt được thì bắt à. Cái con này nhỏ chắc là nhanh ăn ha, hai tuần ăn được ha. Con mắt nó màu đen rồi vậy. 10 ngày hả con? 10 ngày vậy. Con mắt nó màu đen. Chính. Nhưng mà có hai loại ruốc. Yeah. Một loại con ruốc huyết á mà nó đỏ ngon lắm, con ruốc này là ruốc bạc nè. Ruốc huyết á nó đỏ, cái mần mắm đỏ ngon lắm. Mẹ nhắc lại cái công đoạn làm thử mẹ cho bà con mình dễ nhớ. Đầu tiên mình mua ruốc về. Vậy mình rửa để vô rổ cho nó ráo nước. Rửa rồi để ráo nước. Rồi ví dụ như mình bằng 10 kg ruốc là 1 kg muối. 10 kg ruốc là 1 kg muối. Tỷ lệ 10 với 1. Rồi đường á mình phải nhiều hơn chút xíu đường. Là còn bao nhiêu mà? Ví dụ như 10 kg ruốc 1 kg muối thì đường mình thấy bằng từ 1 kg trở hơn 1 kg. Chua. Làm mắm chua nên phải có đường. Rượu. Nhưng mà bây giờ mình tính ký rưỡi đường được không? Cho cả nhà mình dễ tính. Cỡ ký 2. Dạ. Rồi rượu thì bao nhiêu mà? 10 kg. Ví dụ 10 kg mẹ làm cũng nãy mẹ đông như đây mẹ đâu 2 chén rượu nè. Dạ, 2 chén rượu. Là hết xị. Một xị rượu. Một xị rượu là nhiêu lít? Một xị rượu là 1/4 lít. Phần 4 lít. Phần 4 lít nó 250 ml. Dạ. Là mười mẹ bằng xị rượu ạ. Vậy là nếu mà như là 1 kg thì bà khoảng 300 ml. 2 chén rượu chắc hơn quá thanh. 2 chén rượu. Mười mẹ chắc 300 mà con. Dạ, nếu mà 10 kg là chắc khoảng 300 ml rượu. Dạ. Rồi tỏi ớt. Rồi nếu mà mình bằng nước mắm á thì nó mau thơm mau ngon thì dạ. Mình bằng giống như mắm tôm vậy á. Vậy thôi giờ mình chỉ tính theo tỷ lệ là muối đi cho cả nhà mình dễ nhớ ha. Rồi ai muốn cho nước mắm thì mình bớt. Nếu mà cho nước mắm vô thì bớt muối lại. Thì nước mắm vô thì nó mau thơm. Giống như mắm tôm chua. Trong nước mắm thì nó có cái độ đạm mà ha. Nhưng mà mình bằng ít nước mắm ít muối vậy đó. Dạ. Thôi lưng xuống. Nó sẽ trào. Chị cho nhiều quá mốt nó nổ bong bóng luôn. Nó lên thổi. Ra. Dạ. Thổi bay nắp ra luôn. Tới đây nha, cái nó trào. Bay cái hũng mắm đi đâu một miệng. Nó không có bay đâu, nó trào. Rồi như đây được không hả? Được không? Xuống mà ăn miếng nữa không hả? Nó còn lên ga dữ vậy hả mà? Lên ga rồi vậy đi. Nó đầy đâu 3 kg. Sao chị nghe nặng quá. Hũng này phải rồi với đường với 5 kg hả? 7 kg rưỡi. Rồi mình vô đường muối. Với muối nữa chạy hơn ký nữa rồi. Đường với muối. Vậy là nếu mà 7 kg mấy mà mẹ đường với muối với rượu nữa thì thành 10 kg rồi. Mẹ hơn 1 kg muối. Dạ. Không đi ký muối nữa con. Không đi ký muối không đi được. Này chưa đủ. Rưỡi. Chưa đủ 10 kg. Ký rưỡi với 7 kg rưỡi. 9 là 9 kg rồi. Phải rồi. Con làm như vậy thôi nha. Làm vậy đi. Rồi xin ca vô nha. Con ruốc này nó không đỏ nè. Dạ. Hũ đó hả, hũ này Khanh. Bữa nay nhà hàng xóm có tiệc tùng gì vui vậy ta? Dốt. Nhà hàng xóm có gì vui vậy? Để chủ qua hỏi. Dạ. Lâu lâu cái ghé nhà này kêu uống nước trà vậy ha, vui ha. Hồi đó có ba thì mấy bác mấy chú cũng thường ghé. Nay không có ai ghé uống, không có ai uống nước trà nên không có ghé nữa. Cái này mẹ không có lấy cái đọt chùm ruột, lá chùm ruột mà gài ha. Mẹ không có đi hái. Dạ. Yeah. Giờ mẹ gài. Không nổi lên thôi. Cho nó không phình lên hả? Nhẹ nhẹ thôi. Vậy là bữa nay có 100 ngàn mà mình được khoảng 4 cái hũ này nè. Chưa tính đường muối nha, nhưng mà chắc tiền thêm 20 ngàn nữa như vậy. Khoảng 150 ngàn đi, không tính tiền công nha. Mình có thể ăn được cả tháng. Rau thì mình hái ở ngoài vườn hoặc là qua hàng xóm. Dạ, xin. Chị Vũ nói với Khuyên Úc Khanh chú nói á, chị ơi sao mà cái mắm gì mà chấm cái rau gì cũng ngon là sao vậy? Vú đã đầu có xiến hả? Nên là giờ mẹ làm đem về biếu hả? Bây giờ con như là con cao cái hũ này. Nhưng mà dặn ăn ít thôi chứ để cao huyết áp mẹ. Ít thôi. Cái này mình có thêm chút ngon lắm, nó sơn dặn ít vậy thôi nhưng mà
khi mà mình ăn được cái mình ngon. Kèm không nổi hả? Kèm chế không được, cứ ăn vậy. À, hôm nay thì mẹ với Xuyến làm 7 ký ruốc ha. À, chia sẻ với cả nhà mình tham khảo cho vui. Chứ sợ ở Sài Gòn chắc cũng kiếm ruốc hơi khó ha. Này ở dưới quê thì nó rất là rẻ. À, có 100.000 quá chừng luôn. À, hôm nay thì Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình món mắm ruốc cùng mẹ nghe. Mắm ruốc chua. Rồi bây giờ tranh thủ để mình còn làm việc lập xưởng nữa, rất là nhiều việc. Tết thì ngày nào cũng phải làm lập xưởng rồi, nhưng mà vẫn phải có video không liên quan đến lập xưởng cho cả nhà mình xem. Tại vì có gặp gì quay đó mà. Để cả nhà mình đấy sau làm lập xưởng thì cho coi lập xưởng suốt. Rồi, tạm biệt cả nhà mình nghe. Hẹn gặp lại video tiếp theo.